Đấy đó. Không, xét đấu thứ hai. Đây, hai đội chuẩn chín. Hai đội đổi tên. Đặt tay xuống, đặt tay xuống. Nào, hai đội đặt tay xuống. Mày quay à? Đặt tay xuống nào. Đặt tay xuống đây. Còn nhiều quà lắm mà còn ở đây ở xe. Ở đây ở xe. Các cái này nó mô. Đây ở xe. Để chú tìm đoán nha, bên nào thắng ạ? Hình như có vẻ rất nhiều phản cảm sau này. Được, để chúng tôi nhá. Bây giờ thắng đây. Nào, chúng ta hộ. Cố đi. Cố đi. Cố đi. Rồi, chúng ta lại quyết trăm thứ 3. Kéo thứ 3 rất là hay nhá. Chúng ta lại có thể thay đổi. Kéo thứ 3. Thì người nào thì thắng đây? Cố xe! Hô thật to nào! Cố!